우리 입구만 길어 어디야? 오이사라 오이 하? 깨소이 라깨소이 mà rõ ràng hôm qua là anh Sơn say rồi anh Sơn ngủ đây, ok. Thế sao bây giờ cu này làm đấy? Anh biết đâu được. Ok mọi người nha, thì trước khi vào video ấy, mình có một cái ứng dụng đầu tư tên là Binomo muốn giới thiệu cho mọi người. Thì ứng dụng này mình có để link tải dưới phần mô tả và phần comment, mọi người tải về và đầu tư cùng với Sơn nha. Ok mọi người nha, đây là giao diện của ứng dụng Binomo nha. Đấy thì ở đây có hai tài khoản, thì bạn nào chưa biết đầu tư thì mọi người đầu tư bằng tài khoản demo nha. Đấy, còn mọi người biết đầu tư rồi thì đầu tư bằng tài khoản thực như Sơn nha. Phần nạp tiền và rút tiền. Đấy thì anh em nạp tiền vào rồi để đầu tư nha. Đấy, còn đây là mình phân tích biểu đồ này, xem biểu đồ nào, xem biểu đồ đang lên hay là xuống thì anh em đầu tư nha. Thì mình sẽ đầu tư với hạn mức là 1.150.000. Bây giờ mình thấy biểu đồ đang lên thì mình sẽ đầu tư lên mọi người nha. Ok mà mình đầu tư 1.150.000. Ok mọi người nha, mình đã đầu tư thành công rồi mọi người ơi. Thì link tải ứng dụng Binomo mình có để dưới phần mô tả và phần comment. Mọi người tải về và đầu tư cùng với Sơn nha. Còn bây giờ mình vào video thôi. Hello mọi người, đây là kênh YouTube Chiến cho Chiến cái. Chiến Chiến mọi người cho Chiến cái. Chiến là ai cũng Chiến nè. Thực ra thì Chiến ấy thì không nói là nhằng lòng vòng nữa, thì Chiến thì cũng rất là kiểu đem tình yêu dành cho anh cu Sơn nhà mình ấy mọi người. Lúc nào khen anh Sơn đẹp trai nhìn thế. Ừng Sơn nhỏ. Ừng Sơn ấy. Ừng Sơn đen. Vuông Ừng Sơn mọi người. Nhưng mà Ừng Sơn được con to. Chiến, Chiến thích quả bóng to. Thôi. Bây giờ mày thì bây anh Sơn đang ngủ ấy, mày vào mày cho mày ôm Sơn, mày thích làm gì làm, mày thích không? Vội. Thôi. Thôi nhưng mà chị chỉ thế thôi, chị cho chiến cho mày thử thôi, cho mày thử cả mùi thôi, thử mùi thôi, chưa được thưởng thức, cho ngửi mùi trước. Bây giờ vào mày làm gì cho anh Sơn mà anh Sơn hại đỏ mặt thì thôi. Ừ. Được không? Được. Thì cho vào ôm khoảng độ mấy phút được nhỉ? Trùm. Cho ôm mấy phút được. Hả? Tu. Chỉ cần bắt quả tang. Tủ chân lại. Ừ, bây giờ nhá, bây giờ vào làm gì kiểu như kiểu là hôm qua làm gì rồi? Đó. Bây giờ là gần sáng mọi người, bây giờ cũng gọi là 4-5 giờ sáng rồi, tầm này là ngủ say lắm rồi. Đấy, cụ Sơn kia thì cụ Sơn xong phòng làm gì đến 4-5 giờ sáng. Bà lươn 10:23. Bố thôi nhiều em, mẹ nó chó này. Bây giờ nha mọi người, bây giờ là cụ Sơn rồi. Đây, bây giờ thì mình đây Chiến dậy. Đi nào hả? Đi. Ngủ say lắm rồi. Chiến khoái, đắp mông đi. Đi vào đi, chị thắm vào nữa. Không, chị thắm vào làm gì? Chị vào. Năm giờ ngã ba tuổi quân. Mẹ thôi. Đừng tuột quần nhé. À, nó khe đâu rồi? Chết rồi, sợ tí khóc kiểu ơi. Chết rồi. Ui. Hollywood nha. Ai cha cha. Thơm không? Chị chọn đi. Úi, con mày cái đồ gì ấy? Ôi, sao lại? Gì đấy? Ôi, hả? Chết rồi. Làm được rồi. Trời ơi, chị thắm kìa. Anh tưởng em không? Mày này! Em bị hiểu.
rồi anh Sơn ơi. Biết ngay mà. Biết ngay. À? Lộ bản tính rồi. Chết rồi. Mày đã tụt quanh chưa ấy? Chén ơi. Hôm qua anh say anh ấy, em biết. Hôm qua đi uống rượu nhà rùa về say. Chịu rồi. Chén em miệng sao chưa? Mày có làm gì anh ơi? Hôn em. Hôn em á? Ừ. Ôi, sao sao mình thì cứ thấy nhói nhói nhở? Ê. Đừng có đổ điều. Em là người đau đít này. Đây này. Ôi trời ơi. Xong rồi. Chết rồi. Mình anh nhớ mình nhớ mình nằm với ông Sơn sao mày chiến này ở đây? Làm tại sao nằm với ông Sơn mà ông quanh sờ soạn anh là? Hà ngồi xuống nhá. Hà ngồi xuống đấy. Sơn đúng không? Hà ngồi xuống đấy. Rồi. Hôm qua định làm với ông Sơn đúng không? Rốt cuộc hôm qua mình làm gì? Làm rồi đây. Anh đi đây thật à? Chết rồi. Anh là biết ngay. Em bị hâm mà anh thẳng vãi cả cướp. Mấy lần chiến bảo là chiến thích anh, hóa ra anh thích chiến. Lộ bản tính rồi, lộ bản tính rồi. Tay các kiểu mà. Nắm tay đâu ra? Anh nằm quay người ở đây thì chiến. Quay người vào đây cái gì? Lúc bọn em vào nha, đã thấy ôm nhau thấm thiết rồi. Còn gì nữa? Anh bảo anh không làm. Từ kia bắt đèn kiến kia. Anh chịu trách nhiệm với em đi. Bây giờ nó có chửi sao? Sai chối bỏ chứ. Bây giờ mà nó có chửi thì làm sao? Vừa kêu đau nhất kia. Sao không có chửi? Anh bắn vào bắt chửi luôn. Có làm gì đâu? Có làm gì đâu mà có chửi. Tụi nó đít mà. Tụi nó đít là nó lên bên trên là nó có chửi. Lên. Nó đây. Anh có thể. Chịu trách nhiệm với em đi. Bây giờ anh phải cưới em đi anh lên. Đúng rồi, phải cưới nó đi. Bây giờ anh không yêu ai được nữa đâu. Nhưng mà rõ ràng hôm qua là anh Sơn say rồi anh Sơn ngủ đây, ok. Sao bây giờ cu này làm đấy? Anh biết đâu được. Nó từ đây nó bay từ dưới đây là tối qua đi uống rượu kiểu gì xuống tầng 8 lôi nó lên đây rồi. Chết rồi. Bây giờ chiến. Anh nhớ không, hôm qua anh gõ cửa ấy, xong thì em mở cửa ra ấy, xong hỏi anh xuống đây làm gì. Sao anh rủ em lên đây chơi. Về chiến kể lại tường thuật tối qua anh Sơn làm những cái gì em kể lại đi. Nhưng mà em nói đấy là bây giờ có chị mày kể ngay anh mà... làm gì mày tôi bây giờ có chị với chị Hà ở đây mày kể đi thật sự. Hôm qua anh say nhá, xong thì kiểu anh rủ em lên chơi rủ thì... lúc nào thì anh say anh không im để nó nói anh không rủ câm mồm im để cho em nó nói. Đấy, anh ý rủ em lên đây chơi xong thì chơi một lúc thì anh bảo là anh buồn ngủ quá ở phòng ngủ em và anh đi vào phòng xong thì anh ý đấy không ngờ anh làm thế với em anh không hề biết mặc khẩu tầng 8 nhá. Em mày có mặc quần anh mà anh làm thế mà anh không ôi ơi không mặc quần lật khe đất rồi. Anh là người không biết nó anh có ấy. Anh đừng có đi đâu, em không làm gì biết anh đâu, anh không biết em mà. Không quần này mặc thế đấy nào được nhỉ? Bọc trễ này đi. Quần đấy chỉ mặc cho sách thôi. Không biết mà mọc cái chén ra đây này. Bắt lên trên. Đùa chúng mày à? Đùa gì? Đừng có mà. Anh nói rồi. Anh không làm. Thôi anh ra đây anh chịu trách nhiệm với nó đi. Em bị hâm mà. Thôi anh rời thôi. Anh đi vào đây. Hả? Nhanh lên. Hai cụ này tối qua hú hí với nhau. Ôi. Bây giờ không nhận thế này. Hôm qua rõ ràng em hú nhận. Ôi ôi. Ôi ơi. Thế mà cứ bảo là cứ bảo là ngủ với anh. Ôi ôi ôi. Ôi có chim lông kìa, có chim lông rồi. Chim lông á? Ôi giời. Chim chim dù. Hôm qua tôi gặp em về anh say, tôi mua chim lông cho cùng. Tiêu. Ơ, tôi vừa đục nhau à? Thế sáng nay anh... Trời ơi! Đi đâu? Biến thái vai! Ủa, vai cất cơ! Cứ này vì... Đây, sao mà không nhầm nhận? Anh, làm đâu không nhầm nhận này? Đúng rồi. Này bây giờ còn đang anh bảo có đang con trai nào nó mặc được như thế không? Hả? Hôm nọ tao mặc thì chứ. Đúng rồi. Bây giờ em bảo này, bây giờ con trai bây giờ chiến nó đang không mặc quần này anh biết rồi đấy. Anh muốn gì đấy? Thì tao cũng tò mò xem. Anh bên đây, vào đây đi. Tao cũng tò mò xem là nó như thế nào. Đâu cái quần ông xem nào. Bây giờ con gái người ta bị vậy rồi. Còn nhờn nhờn đấy. Anh thôi rồi, này nói chung là nói chung từ anh sẽ biết lại đã. Anh sẽ biết lại vài gì đấy hả? Cho nó làm nốt đi. Làm nốt đi.
Hôm qua lúc anh đang ngủ mày gọi Chiến lên đúng không? Hả? Điên à? Em phải tra đấy, tra nào? Không quen, không biết. Không biết. Không biết. Không biết. Thà tao đi chơi với em à? Đúng rồi. Không à, hơi hơi ấy, giận quá. Thế đúng không Sơn nhỉ?